chặt các bạn đứng tin nhanh 24/7. Giá xe số phổ thông Yamaha Suzuki 2020 mới nhất trong tháng 9 năm 2020 như phiên bản giảm giá mạnh. Phần lớn các phiên bản trong gia đình xe số Yamaha Suzuki đang được bán ra mức giá thấp hơn mức giá đề xuất. Yamaha Suzuki FE là một dòng xe số bền bỉ rất quen thuộc trên thị trường máy Việt Nam. Cái mẫu xe này gần đây được đánh giá rất cao khi đạt được cái chỉ số tiêu thụ nhiên liệu rất thấp, dừng ở mức 1,57 lít cho 100 km đường đi. Nhưng thế, Yamaha Suzuki FE tiết kiệm xăng hơn hũ đăng ký từ Honda Way Alpha 110. Và Suzuki FE lại có một diện mạo được thiết kế hiện đại hơn, khỏe khoắn hơn và nhiều đường nét sắc sảo hơn. Yamaha Suzuki đang được phân phối chính hãng ở Việt Nam với nhiều phiên bản khác nhau. Nhìn chung giá bán của cái mẫu xe này thì không có nhiều đột biến. Phần lớn các phiên bản đang được bán ra dưới mức giá giảm nhẹ. Nhằm giúp các bạn xem clip có những thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá Yamaha Suzuki 2020 mới nhất trong tháng 9 năm 2020 như sau. Yamaha Suzuki EDC Vanguard mức giá đề xuất là 18.800.000 đồng, giá bán thực tế là 18.200.000 đồng. Yamaha Suzuki EDC phanh đĩa mức giá đề xuất là 19.800.000 đồng, giá bán thực tế là 19.500.000 đồng. Yamaha Suzuki EDC cái bình đúc mức giá đề xuất là 21.300.000 đồng, giá bán thực tế là 20.600.000 đồng. Suzuki EDC cái bản kỷ niệm 2 năm mức giá đề xuất là 21.800.000 đồng, giá bán thực tế là 21.500.000 đồng. Yamaha Suzuki FE Vanguard mức giá đề xuất là 20.400.000 đồng, giá bán thực tế là 19.800.000 đồng. Yamaha Suzuki FE phanh đĩa mức giá đề xuất là 21.400.000 đồng, giá bán thực tế là 20.400.000 đồng. Yamaha Suzuki FE cái bản vành đúc mức giá đề xuất là 23.200.000 đồng, giá bán thực tế là 22.700.000 đồng. Yamaha Suzuki FE phiên bản kỷ niệm 2 năm mức giá bán đề xuất là 23.700.000 đồng, giá bán thực tế là 23.500.000 đồng. Lưu ý giá xe thực tế còn tùy vào từng lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn.